Hello mọi người nha, hôm nay thì Phong giới thiệu cho mọi người những cái deal Nike Nhật còn lại mà Phong chưa giới thiệu hôm qua ha. Ở đây thì hôm nay thì Phong sẽ quay nhiều về những cái đôi đơn ha. Đây. Rồi, ví dụ như ở đây đôi này nè. Đôi này thì thường mấy cái đôi này nó đi tầm giá từ 1 triệu 8 tới 2 triệu, 2 triệu 2, 2 triệu 3 thôi nha mọi người. Đó, cao nhất là tầm đó thôi, còn như là khoảng 1 triệu mấy thôi. Nhà ở đây Phong không có giới thiệu cho mọi người cái bay cầm cái điện thoại nó đang sạc rồi nha. Ở đây thì có đôi này nữa nè. Cũng đẹp. Cũng đẹp dễ thương. Nè mã đó nè. Cái tem nó khóc quá, này cái mày cái tem nhìn chơi cái chiêu này khóc quá, khó thấy quá đi. À, rồi đó Jordan. Ở đây thì có hai đôi Jordan thôi về. Đôi Jordan nè. Phong quay để Phong ship nhanh cho khách luôn. Hôm nay đã là 17 âm lịch rồi. 17 âm lịch rồi cho nên là cũng ship nhanh nhẹn để cho hàng hóa đi cho nó lẹ. Để cho khách được nhận hàng kịp Tết luôn. Hôm nay là ngày 17 âm lịch. Từ Tết rồi đó cho nên là Phong cũng coi cái gì ship được ship đi cho nó lẹ luôn. Rồi đây cái đồ này rẻ lắm mọi người, đồ này có 1 triệu hơn, 1 triệu thôi. 1 triệu 8 mấy ngàn á. 1 triệu hả? Mà đôi này Gamma Fox, đôi này á là Nike trong năm nay là mới ra cái đôi này luôn nha mọi người. Đôi này trong season á nó giá nguyên của nó là 2 triệu 2 triệu 3. Rồi xong rồi xe từ từ xuống 1 triệu 8, 1 triệu rưỡi, 1 triệu 4, bây giờ còn có 1 triệu thôi. Cũng khá là đẹp ha, mà size cũng còn ít lắm rồi. Nhưng mà đại khái đây là một cái đôi, tại vì năm nay cũng khó khăn đó mọi người, cho nên là Nike nó cũng sale, hãng nào nó cũng vậy luôn, nó cũng sale nhiều hết trơn á. Đó, đôi này còn có 1 triệu và giá về luôn, xong xuôi hết rồi đó. Ở đây thì có đôi ở đây có đôi Jordan này, Jordan Fly ha. Ở đây có đôi này, cái này không quên cái tên nó là đôi gì rồi.